โอเคจังลูกจังดีโม่ที่ตรงมวยการเงียตลาดดอกเฮิร์นติ๊กโอเคจังต่างออกนี่มีจุ่มเรือปีที่มวยคือเถื่อตัวปากกาเตะตรงจุ่มมวยหนึ่งอคาลดอกเฮิร์สันโอเคจังไอปากกาดอกคาลด้วยมวยมาเกตสตาร์ทตัวจังไอปากกาบ้านนี่hay mùi tiết cư dương thử tư install Docker mùi tiết xử mẹp thua chia Docker desktop chính dương ai phở nơi lưu desktop dương bàn hay mùi ní chia account bơ lực hủ hay một nâng lực hủ bàn tệ tệ tông mùi Docker desktop hào giấy bàn viên lụt nơi lấy nơi ao dương ok chân đồng bây ai thua ca nghiêm mùi Docker desktop nơi bán tầng ọc ni ai châu tự khăn ông official website vía mưu cài line bà to của bạn đây ok có bình tế lực hữu bán bỏ vào này ai muối chân dương ai mà thua cả install cho mùi bia bằng tử ok chân dương miên Docker install này mùi hay lực hữu download last version màu ấy chân ai download bia màu sẽ cua mắc hay chăm thua cả install chân muốn bia đầy dương install Docker nâng tầng ốc này thử màu install WSL này sẵn ok hay về đây từ là WSL nâng chóc viên nâng bậc ca kernel cho bình tu mới nâng nông window bởi dường ok hay từ là WSL nâng chóc hay từ dương mà từ là Docker nè ok chẳng biết từ là Docker nâng hay bảo vì ông miền bài nhà hai tế dương răn về tất đào thôi mà nè còn nát và nay bộ miền bài nhà hai về để dương răn về tất cứ ập đào ấy chẳng lục xung demo Docker nâng tít chẳng dương ai răn về chỉ administrator máu ok โอเคจังมวยนี้เตะตรงจมวยหนึ่งDocker Desktop ได้รูปแบบอินสตอลบนหนึ่งให้เพื่อได้ยื่นทุกการสั่งอินจมวยเข้าอันยื่นบนหนึ่งเต๋อยังไอ้ Preview มือเตะตรงมือ Docker Hub ได้ยื่นไอ้ประกาศ Repository มวยปีใบจังเต๋อโอเคให้เวียนมีน Container เวียนมีน Image เวียนมีน Volume เวียนมีน Build เวียนมีน Extension ในจังเต๋อจังบัสันชีตองออกนี่คอนฟิกเกอร์วีอัดดาวเต้หรือก็ WSL ยังอัดดาวเต้ยังอัดไอ้แบบดักเคอร์อิมเมกมาแบบนังบานนี่ตีมวยตีปีบัดยังจะต้องจุ่มมวยหนึ่งคอนฟิกเกอร์ WSA ยังตาหายหายยังโจลันในบานหายก็ปัญญายังสตาร์ทอินจินเนี่ยมีในทางบางบัสันนี่อัดดาวจังวีหนึ่งจิงโปรก็หอมมาเยอะไงจังวีไอเอร์หรือคอนฟิกเกอร์ชันไฟล์นามวยหรือก็ยังตลาดไฟล์ทั้งวีอัดดาวโอเคจังลูกผู้ชมบัดเวียบิ้งหายังไอทุกการอินสตอลเวียบานจังตอนนี้ไอไวพิธา WSL WSL 2 install โอเคจังเพอร์อัพเวอร์ชันจงคอยเตอร์ลอจิ่งหายโจลติดตาม Microsoft Link เนี่ยดำไปงี้สู่ต้องการอินสตอลด้วยก็เมื่อไก่ไลน์บอกวีโอเคจังหนึ่งไหลนี้ที่ Office เว็บไซต์บอก Microsoft ได้เวียบแบบปีการ install WSL หนึ่งให้ตัวออกนี้ไอ้ scroll มาขอมาคืนปี WSL install โอเคจังอันนี้ไปยื่นโย install ปนิดตัววี install บานได้ WSL 1นี่ WSL 2ได้ยื่นเพิ่มนั่ง install บานนี่โอเคจังดำไปไอ้ install ละ WSL 2หนึ่งบานตัวออกนี้ไอ้scroll มาผมติดให้หัวมือเตะตรงจมูกหนึ่ง WSL 2เนี่ยอะไรเนี่ย upgrade ฉันก็เอายื่นทุกการ install ให้ก็เอายื่นเพื่อ WSL ดัดเซตดัดเวอร์ชันให้ดอกเลียมมือมาดัดเลขปีมาฉันยื่นไอทุกการโอเค install เวียดเตอร์บานนี่โอเคฉันสุดท้ายการ install WSL นั่นคือ install แบบใหม่จึงต้องออกนี่ไอ้ copy WSL ดา install ให้โจลเตอร์ PowerShell โอเคจึง PowerShell จึง run via the administrator มาในขนม PowerShell นั้นโอเคจึงคอยไป run PowerShell นี่ให้ต้องออกนี่ไอ้พาจะต้องชมวยหนึ่งสคริปต์หนึ่งโจลมาไอ้ยังทุกการอินเทอร์เตอร์เวียนหนึ่งทุกการอินสตอลแพ็กเกจหนึ่งไอ้ยังอัตโนมัติใหญ่โอเคจังอันนั้นคือจะต้องชมวยหนึ่งชมเรื่องที่มุ้ยโครงการอินสตอลไอ้ไปต่อไปนั่งเตี้ย
đó nên ai để thưa cái update WSL nâng từ chia ok từ chia WSL 2 với chân từ chân cái này bị tiêm tia tệ tông chụp mùi nâng new unit username chân đã xa tay lúc hữu ban install viên chụp cháy hay viên bạc cát kernel bảo dụng bình tư mùi ok chân tệ tông mùi default password bảo unique ai nâng root ok ở thử tế root already exists enter child ở ta đại chân bởi tầng ở đây ở toàn miền tế còn đã install tới cái viên tư vậy chân khỏi bị install job cứ cái lại nâng vì lúc bị sạc sẽ khu nó khăn khổ mùi ok hai bởi sân chìa phê đại dương install WSL nâng rồi có upgrade từ WSL 2 hay ở đá tiệt chứ tỏ khăn này ai phở comment mùi ní xin check mơ sân lãng từ khẳng lơ bánh ok no distribute mùi ní set default chân lục vụ xong copy permission ok WSL install with no distribution ok chân mùi nè nó bị đại đồng học này install ok WSL nâng hai rồi có install WSL2 nâng hai hai viên nơi đã đào tiệt chẳng dừng ai hờ cho mùi nâng comment mùi này bạn ok xong copy mà đoàn kia sân ok WSL install no distribution ok chẳng run comment nâng trao lực nông PowerShell nâng tới cứ rùa dậy hai bà to mà tiệt chẳng dừng mau install tệ tông mùi Docker chẳng khỏi phê đại install là nâng hào chứ hay khỏi phê đại đường Omni install là nâng hơi Omni Air rưu ấy viên nâng chênh cái lại này mùi nè dù bình tu này mùi hay nâng chạy tôn cho mùi nâng WSL mùi ok chẳng là lâu viên mau mùi tiết đây nè install release chẳng tục quyền nâng sân ấy yep ok chẳng càng nghiệp và top cứ mau trở lại Docker nè chẳng đập vào click viên của bạn right click chỉ administrator của bạn này hay nâng nâng càng install viên nâng gọi bên này của bạn đấy ok còn tại cho nhanh tới cho về còn cái tay khỏi pin tôi lắng chóp bàn việc của bạn thật ở nia thử phương bài mạch ok thử config mạch ok rồi có thử ok lúc cái này nè cái này nè chân cái này cứ bia bỏ mistake màu tha existing installing up to date chân vừa dẫn trong khối này đọc hơn lúc khủ nâng cứ buôn chạy xám sắp bì chân ạ phát lấy lúc khủ bỏ hỏi nâng có buôn chạy xám bì đạn ok chân ạ chạm bài install tiết đi ok chân close lại nâng mùi và tôi học mất tiết ok từ nạng ca mùi tiết cứ từ ngọt nha thử từ cái lấy nè ok để chỉ turn on ok turn on feature ok ở miền tí chân xong cho từ control panel ok dừng ai cho từ program ok hai vô turn on turn window feature on or off ok yep chân chăm vô video này vô từ follow 8 chân khỏi bia để dương cho mọi cái lãnh nè hai đồ học nè thử rô mơ ok bia thả container chân container ní vì ở toàn thích gì đồ học nè thích mùi ok thì bí cứ hyper v chân hyper v ní đồ học nè ở toàn thích tế chân thích vì mùi tiệt chân bán bí á nè scroll mà khăn khổ mà off hồ mưu biết Wizol Machine Platform thích nó lơ Wizol Machine Platform nó mùi tiệt khăn ông kẹt này để vì ọt thích bạn ta bảo biết thích hát của tục tử hai trong khối kế cứ tiệm tông chừng mùi nâng Wizol Platform ok mùi tiết cứ Windows Subsystem for Linux chẳng nó nên thích lơ buôn cho nói nâng tới cái configuration mà những cứ chọc vậy hãy dừng restart mà sân mùi màu tỏa nát chẳng ở trong bài thay install mà tỏa ca restart mà tỏa ca lệ chăm install cho ở trong restart của bạn đại ok hay complete configuration nó có lại ní nông kẹt này ạc đạc chẳng khối bị configure hay restart hay
còn đây ba ok docker desktop này máu cứ viên nâng start ở dương auto mà tới vậy ok chẳng viên trình bộ bẹp hiện là miền tích đặc biệt viên tình hạ ca ban chục chế viên trình bộ khiêu bẹp này ok chứ đó này ai create image ai create container rồi có ai phở ca nghi em xem chết nó lên nâng bàn ok chẳng ca nghi bật tốt để thử thứ ok lực hữu nâng assign tam telegram hoa chẳng học này bật tốt ok chẳng ca nghi dương xử mẹp ngày nít cứ miền bật nâng thử mấy cái học này install docker này ở đa sần chẳng dương nó sau p dương nó sau p cả là mong tiền nâng dương màu thôi cả install là nâng cái configure chẳng học này ok hay internet assign lưu sinh hóng lươn rồi cái dứt ấy hai chơi chơi với sinh hóng bản ok ở quân chân ra được học này.